Bổn sư thích Ca Mâu Ni Phật kính gửi lời chào đến toàn thể tất cả quý vị nam nữ Phật tử Tính chúng xa gần kính thưa tất cả quý vị từ lâu trong cuộc sống của chúng ta đó thường cho rằng Đức Phật là chỉ dạy chúng ta ăn chay niệm Phật làm lành lánh dữ rồi niết bàn là cái gì đó hư vô và chúng ta truy tìm đến những cái giá trị thần linh lễ bái cũng như là những thế lực siêu nhiên để dự báo trước về cuộc sống của chúng ta và đâu đó trong cái thuật chiêm tinh bói toán của dân gian của chúng ta cũng một phần nào dự báo đoán trước về vận mệnh của mình nhưng mà tâm đức có một điều kính chia sẻ với toàn thể tất cả các vị các vị nên nhớ rằng trong cuộc đời đó các vị đừng quá chủ quan vào những điều tiên tri và dự đoán vì sao vậy các vị nên nhớ là trước khi mà chúng ta đến một ông thầy bói nào đó chúng ta muốn ông ta nói rõ ràng về vận mệnh của mình, chúng ta phải đưa cái bàn tay của mình ra thì họ mới có thể nói được. hoặc nếu không đưa bàn tay của mình, thì chí ít là họ nhìn trên nhân tướng của chúng ta mà đoán sự việc. như vậy thì chúng ta không đưa bàn tay của mình, chúng ta không cho họ thấy cái phần riêng tư của bản thân đó, thì xin thưa các vị làm sao họ có thể nói được? như vậy thì cơ bản nhất á, tâm đức vẫn thường nhắc với các phật tử là chỉ tay nằm trong lòng bàn tay của mình. Vận mệnh là do mình quyết đoán, chứ không có một cái nguyên nhân lý do gì mà để cho một ai có thể đặt để cái số mệnh và phán trên cuộc đời của chúng ta. Ngoài chính chúng ta là chủ nhân của nghiệp, thừa tự của nghiệp. Đó là cái ý à, kính chia sẻ đầu tiên. Tiếp theo nữa về cái phần tiên tri và đoán à, vận mệnh không chỉ riêng ta mà toàn nhân loại. À, xin thưa toàn thể các vị ở không riêng những cái bài sắm truyền đó mà tâm đức từ lâu cũng đã xem trên các phương tiện truyền thông đại chúng và có biết qua một cái vị thầy bói mù tiên tri cho toàn nhân loại bà đã mất cách đây nhiều năm đó là bà Vanga ga thì khi xảy ra một cái đại nạn đại dịch gì của toàn nhân loại thì chúng ta cũng xem lại những điều tiên tri của bà và đâu đó à, có cái phần đúng đắn thế thì một cái điểm mà tâm đức muốn nói ở đây đó là gì nếu như không có phần đúng và không có cái phần tương ứng ấy, thì chúng ta sẽ không có tiếp tục theo dõi những cái điều bối toán và tiên tri nhưng mà ở đây tâm đức muốn nêu ra với các vị đó là chúng ta y cứ được khoảng bao nhiêu phần trăm cái xác suất đúng này ấy, có đủ nhiều hay không và có đủ để chúng ta y cứ để làm thành một cái nỗi sợ đối với bản thân của mình hay không một cái điều lo lắng bởi vì các vị nên nhớ cổ đức cũng thường có câu á là phước á, thì không phải là họa mà đã là họa rồi thì có tránh tránh cũng không khỏi vì vậy cho nên những điều tiên tri và bói toán vừa nêu đó có giải quyết được vấn đề hay không hay càng tăng thêm nỗi lo sợ đối với bản thân của mình trong khi đang đương á, sau khi á, làm thành một nỗi lo sợ hoặc là bị một ông thầy bói hoặc một lời tiên tri nào đó hù dọ lên cuộc đời của chúng ta hay là những đại nạn của toàn nhân loại này đó thì tâm đức xin hỏi một câu họ có đưa ra được cách giải quyết hay không câu trả lời là không các vị nên nhớ dầu cho tiên tri đón mệnh giỏi cách mấy mà có thể khai mở được thiên cơ của toàn vũ trụ này đi chăng nữa thì các vị nên nhớ rằng họ có giúp cho chúng ta giải nghiệp được hay không Họ có giúp cho chúng ta chuyển hóa được khổ đau và có thoát được cái đại nạn đó hay không? Câu trả lời là không. Bởi vì nếu như họ có thể giúp được thì chắc trên cuộc đời này đã không có khổ đau. Và chúng ta đã y cứ trên những sự tiên tri bối toán đó rồi thưa các vị. Thế thì đối với nhà Phật của chúng ta, Đức Phật có dự báo trước những điều này không các vị? Xin thưa với toàn thể các vị, nghiên cứu qua những bản kinh đó, thì chúng tôi phát hiện ra một điểm rất là lý thú, đó là Đức Phật đã từng báo trước cho chúng ta về những đại nạn trong cuộc đời. Nhưng mà Đức Phật không có trình bày giống như bà Vanga hay là những nhà tiên tri nổi tiếng trên thế giới, những cái người mà báo trước về vận mệnh vân vân, Đức Phật không nêu ra những trường hợp cụ thể như vậy. Mà Đức Phật chỉ thẳng vào nguyên nhân của nó, lý do tại sao đã sanh ra những chuyện đó. Cho nên để giải thích thêm cho các vị rõ về những điều này, tôi xin đọc qua một cái bản kinh. Các vị có thể search trên các phương tiện truyền thông, công nghệ bây giờ rất hiện đại để cùng theo dõi bản kinh này. Đó là bản kinh năm Thiên Sứ. Qua bản kinh này thì chúng ta sẽ hiểu Đức Phật và Chư Đại Bồ Tát đã âm thầm nhắc nhở cho chúng ta rất nhiều lần và hiện ra nhiều hình tướng để dẫn dắt chúng ta tu nhưng từ lâu chúng ta không quan tâm mời các vị cùng theo dõi bản kinh sau để chúng ta cùng quán chiếu Ami Đà Phật à, xin thưa toàn thể tất cả các vị bản kinh này được nêu ra khi Đức Phật ở tại thành Savatthi và địa điểm giảng kinh đó là vườn Kỳ Lâm Jetavana bản kinh được nêu ra như sau Đức Phật hỏi các chúng tỳ kheo về khả năng nhận định trong luân hồi sanh tử con đường sống chết tử sanh của các chúng sanh thì qua đó Đức Phật trình bày Ngài chứng đắc được tam minh lậu tận hết tất cả phiền não và bên cạnh đó Ngài còn có túc mạng minh thiên nhãn minh nhìn thấu được ba cõi sáu đường các chúng sanh đọa khổ ra vào cảnh giới sanh tử như thế nào qua đó thì Đức Phật mới dẫn dắt một cái ví dụ được nêu ra với các chúng tỳ kheo như sau, ngài mới bảo rằng ví như có một người thanh niên sau khi mất đi, thì anh ta đọ xuống địa ngục. khi đọ xuống địa ngục thì phải đến trước Diêm La Vương tức là ngài Diêm Vương hay là tên tiếng phạn gọi là giả ma Mara. À, các vị thấy là một cái vị chủ lãnh ở địa ngục. Thì đoạn hội thoại được nêu ra Thì Ngài Diêm Vương ấy, mới hỏi anh thanh niên này nè Là tại sao mi lại xuống địa ngục này Thì khi mà ngươi còn sống đó Ngươi có thấy những cái điều mà ta đã nhắc nhở mi hay không Mà tại sao mi lại phạm phải để xuống địa ngục này Thì anh thanh niên này bảo là không thấy Thì năm điều đó là năm điều gì thì Diêm Vương mới bảo rằng là có năm thiên sứ đã âm thầm báo hiệu cho ngươi Nhưng mà ngươi không nhận ra Đức Phật mới nói thì xin thưa toàn thể tất cả các vị Năm thiên sứ đó là gì? Thì Đức Phật mới ví dụ rằng Người có thấy ở thế gian Có lúc còn trẻ thơ Ngã nhào trên phân Nước tiểu Không thể tự che chở cho bản thân của mình Miệng không biết nói Cũng lại không biết điều tốt xấu hay chăng Đây là thiên sứ thứ nhất Thiên sứ thứ hai Người có thấy người đàn ông, đàn bà lúc tuổi về già tóc bạc răng long gầy còm ốm yếu còng lưng mà bước đứng ngồi đều phải chống gậy hay không đây là thiên sứ thứ hai tiếp tục thiên sứ thứ ba trong khi làm người thì ngươi có thấy những người nam người nữ ở thế gian bị bệnh tật thân thể đau khổ đứng ngồi không yên mạng sống mong manh các thầy thuốc đều bó tay không thể cứu chữa được thiên sứ thứ tư ngươi có thấy khi ngươi đang làm người thì hình ảnh của những người chết ở tại thế gian tử thi được chôn sống hoặc bị hư tổn cho đến bảy ngày mà thịt da hoại ra chồn cáo thú dữ trăm thứ chim muôn lại đó để ăn xác hư rã ghê gớm hay không thiên sứ thứ năm ngươi có thấy khi mà làm người đó những người xấu ác ở thế gian bị vua quan bắt bớ xét xử tội trạng tù ngục khảo tra dôi gậy đánh đập hay không bỏ vào à, trong áo giải to để mà đốt dầu sôi sùng sục rưới trên người hoặc là à, dùng những cái sắt đỏ quấn lấy cơ thể vân vân tức là bị tra tấn thì lúc bây giờ cái người thanh niên này mới thưa cùng với diêm la vương như sao quả thật tôi không thấy điều ấy vua bảo Ngươi cho rằng á ngươi không bị những sự tra khảo độc ác thấy chăng? Mắt ngươi không thấy tội lỗi, phước báo ở thế gian rõ ràng lại không biết làm việc thiện, không giữ gìn thân khẩu ý, phụng hành kinh đạo, tại sao ngươi lại buông lung? Thì lúc bấy giờ, người thanh niên mới trả lời: "Thưa Diêm Vương, quả thật con là người ngu si." Diêm La Vương lại bảo: "Ngươi dùng tâm của mình không có đoan chánh." Đó không phải là lỗi của cha mẹ, vua trời, sa môn hay đạo nhân, mà chính là lỗi của ngươi. Tội báo tai ương này, ngươi phải đảnh lấy. Đâu có phải gì không thích nó mà nó sẽ biến mất. Diêm vương dạy những điều trung chánh ấy. Thiên sứ thứ năm hiện ra như bốn thiên sứ trước, âm thầm nhắc nhở. Đây là bản kinh năm thiên sứ. Xin thưa toàn thể tất cả các vị thế thì qua bản kinh năm thiên sứ này chúng ta quán chiếu cái điều gì vậy từ lâu chư phật và chư bồ tát để nhắc nhở trên bước đường tu tập của chúng ta rất rõ nhưng đối với một con mắt phàm tục một con mắt của người phàm phu tục tử trong ba cõi sáu đường vẫn còn nặng tham sân si và vẫn còn buông lung nơi thân nơi miệng và nơi ý của chúng ta suy nghĩ nói năng và việc làm những điều không chân chánh cho nên chúng ta đã bỏ qua năm hình ảnh này ở cuộc đời vì vậy cho nên đức phật gọi năm hình ảnh này là năm thiên sứ mà diêm vương đã báo hiệu cho mình mà tại sao khi thấy năm hình ảnh này chúng ta lại không biết tu tập vậy vì chúng ta quá ngu si chứ ngu si là nói trong kinh điển đây dùng từ trong trường hợp này còn thuật ngữ của nhà phật thì gọi là vô minh vô minh tức là không nhận biết được điều chân chánh để tu tập vì lẽ đó cho nên đối với nhà phật của chúng ta thì không phải đợi đến những điều tiên tri đón mộng của các vị thầy bói hay là các à, vị có cái sự tiên tri sấm giảng trên cuộc đời mà chư phật chỉ thẳng vào nguyên nhân của khổ đau đức phật đã nói rằng trên cuộc đời này có năm hình ảnh cho chúng ta phải quán chiếu mà thấy năm hình ảnh này phải lo tu còn người vô minh thì thấy năm hình ảnh này lại phớt lờ đi, lại không quan tâm, lại không dòm ngó tới. Năm hình ảnh này được nêu ra trong bản kinh rất rõ. Hình ảnh thứ nhất là một đứa trẻ thơ mà vừa mới sanh ra đã dãy dụa khóc lóc trong phân, trong nước tiểu, rồi mới được mẹ cha nuôi nấng cho trưởng thành. Các vị thấy, như vậy thì Đức Phật chỉ ra cho chúng ta cái hình ảnh đầu tiên trong cuộc đời thì cái sanh đẻ này là cái điều đớn đau khổ cực. Vậy mà chúng sanh trong luân hồi sanh tử vẫn bao kiếp luân hồi muốn lại để có mặt trên cuộc đời này. Dưới thù hình tính trạng khi là con người, khi là ngạ quỷ, khi là súc sanh, khi là chư thiên ở cõi trời, nhưng dù thù hình tính trạng nào thì cái sanh ra đầu tiên trên cuộc đời này của chúng ta cũng phải đớn đau với tiếng khóc chào đời của những đứa trẻ. Vì vậy, cho nên đức phật mới gọi sanh là khổ mà cái khổ này không chỉ ở cái đứa trẻ đâu các vị mà còn cả cái người mẹ sanh chúng ta ra nữa cho nên xin thưa toàn thể tất cả các vị sanh được một đứa bé là cái chuyện thập tử nhất sinh mà người mẹ phải bào da cắt thịt để cho đứa con chào đời mà có thể nguy hiểm tới tánh mạng vì vậy cho nên đức phật gọi sanh là khổ cho nên nếu như cái người mà biết tu tập chúng ta nhìn qua hình ảnh này thì lập tức thấy được cái sự khổ đau từ điểm khởi đầu của cuộc đời. Chúng ta phải cố gắng quán chiếu để giải thoát khỏi khổ đau, phải trừ bỏ tham sân si, chứ có đâu chúng ta lại thấy hình ảnh của đứa trẻ đau đớn khóc lóc đó, sanh ra cuộc đời bằng một niệm khổ đau, rồi lớn lên tiếp tục với những điều vô minh đau khổ để rồi luân hồi khổ đau này tiếp nối khổ đau khác. Vì vậy, cho nên thiên sứ thứ nhất một hình ảnh minh bạch đầu tiên cho chúng ta quán chiếu mà Đức Phật ví dụ đó là hình ảnh của một đứa trẻ vừa mới sanh ra đã có cái niệm đau khổ đầu tiên trên cuộc đời mà chúng ta phải cố gắng nhìn nhận tu tập. Hình ảnh thứ hai được nêu ra trong bản kinh đó đó là hình ảnh của người nam, người nữ ở thế gian bị bệnh tật, thân thể đau khổ, đứng ngồi không yên, mạng sống mong manh, thầy thuốc đều bó tay, không thể cứu chữa được. Các vị biết rằng trên phương tiện truyền thông báo chí dạo gần đây đó, chúng tôi thấy có những hình ảnh, những căn bệnh rất lạ kỳ. Những căn bệnh ăn luồn các khuôn mặt. Những căn bệnh mà trong chớp nhoáng khi người thanh niên giảm dở to cao, rồi căn bệnh đến bất thình lình, anh ta suy kiệt cơ thể, rồi chết trong một thời gian ngắn. Mà những căn bệnh đó thì xin thưa các vị, bây giờ báo chí đưa tin rất là nhiều. Như vậy, thì với con mắt của một người tu tập, chúng ta thấy rõ ràng rằng đó là khi hình ảnh của những người bệnh đó, chúng ta lập tức phải có cái tâm yểm ly và nhàm chán cuộc đời. Có cái sự yểm ly và chán bỏ đi cái sanh tử luân hồi này, chúng ta mới có tâm hướng thượng, mới có sự tu tạo phúc lành. Còn đằng này, khi thấy người ta bệnh, khi thấy những trường hợp đau đớn đó, mình vẫn dẫn dưng vì bệnh đó chưa đến thân ta. Rồi tai rồi cơ thể của chúng ta rồi mắt rồi mũi thân ý tất cả sáu căn môn của mình đều buông lung và tạo vô số điều tội lỗi rồi tiếp tục trôi lăn trong luân hồi sanh tử vì chúng ta không có cái tâm hiểm ly, chúng ta không có cái tâm sợ sệt thưa các vị. Vì vậy, cho nên đó là hình ảnh của thiên sứ thứ hai được Đức Phật ví dụ nêu ra trong bản kinh. Khi chúng ta tu tập ở đời chúng ta thấy những người bệnh đau khổ lụy những người mà đau đớn với nghiệp căn hoành hành, chúng ta phải biết rằng hôm nay chúng ta còn phước báo. Chứ rồi mai đây cái bệnh nghiệp đó đến bên bản thân của mình thì không biết đâu mà lường các vị. Tôi nói ví dụ trong cuộc sống này, khi chúng ta mà còn mạnh lành đó, ăn uống rất vô độ, mà các vị thấy rằng ngày xưa chúng ta ăn để cầu cho no có miếng ăn là chúng ta đã hoan hỷ lắm rồi. Nhưng hôm nay đó, chúng ta phải ăn làm sao cho độc và lạ, giết mua lòi dạng vật chúng sanh để đưa vào nơi cái khẩu căn của mình. Rồi các vị biết rằng á, nơi cái khẩu của chúng ta đó tiếp nhận mà các vị biết thì cổ đức cũng thường có câu bệnh tùng khẩu nhập mà quả tùng khẩu xuất. Nơi cửa miệng chúng ta ăn vào cũng vô số điều bệnh tật mà khi chúng ta nói ra những lời không chân chánh cũng đem đến vô vàng sự khổ đau. Vì vậy cho nên mới nói rằng nơi cái cái miệng của chúng ta đã hại rất là nhiều. Mà để nuôi cái thân của mình đó, Không biết tiêu thụ những điều chân chánh Rồi bệnh tật, triền miên Nhưng mà chúng ta thấy chúng ta còn tráng kiện Còn khỏe mạnh Chúng ta không có lo tu Vì vậy, những người nào mà biết tu tập đó, Thì chúng ta nhìn những cái trường hợp Mà bệnh hoạn ốm đau trong cuộc đời Tuy là chưa đến bản thân của mình Nhưng phải hết sức lo sợ Và phòng ngừa Đó là hình ảnh của thiên sứ thứ hai và hình ảnh của thiên sứ thứ hai này đó rất khế ứng với trường hợp và thời buổi ngày hôm nay, các vị nhận xét một cái ý như thế này để chúng ta thấy tại sao có một số quốc gia ở châu Âu và châu Mỹ đó lại bùng dịch lên rất là nhanh. Bởi vì các vị biết rằng cái mùa dịch bệnh của COVID-19 này đó thì lan rộng từ khu vực châu Á và dần đến châu Âu, châu Mỹ. Nhưng mà trong cái quá trình mà nó lan đó thì kéo dài độ cũng là À, hơn là một tháng cho đến 2 tháng các vị thấy nhưng mà thông tin nó báo chí bây giờ rất là nhiều nhưng mà khi chúng ta thấy cái hình ảnh của thiên hạ bị bệnh chúng ta không có lo phòng ngừa thậm chí đến giờ phút này một số nơi vẫn không có sử dụng đeo khẩu trang các vị thấy vì lẽ đó cho nên tôi nói ở đây với một cái ý gì các vị đừng trách chư phật chư bồ tát chư thần tiên sa môn cha mẹ bà la môn vân vân tại sao lại không báo trước về những cái nghiệp đến bên bản thân của chúng ta tại sao không tiên tri và dự đoán trước trong khi đang đương các vị thấy một cái bằng chứng rất rõ đừng nói đến chư phật và chư bồ tát phải dự đoán để hiện hình ở trên cuộc đời này nói thẳng cho chúng ta nghe mà các vị thấy khi các quốc gia khác bị bệnh một số quốc gia chưa bệnh người ta vẫn không khiếp sợ như vậy thì các vị thấy hình ảnh thiên sứ thứ hai đức phật nêu ra rất rõ trong bản kinh khi thấy người nam người nữ trên cuộc đời ở thế gian đau khổ bệnh tật như vậy tại sao mi không sợ thì người thanh niên mới bảo rằng là bởi vì con quá ngu si thưa diêm vương cho vì thấy rất rõ vì vậy cho nên trên cuộc đời này khi chúng ta bị đau đớn gì chúng ta đừng dội trách phật dội trách bồ tát hay chư thiện thần mà không đến báo hiệu cho chúng ta bởi dầu có đến báo cho chúng ta đi chăng nữa nhưng tâm buông lung không phòng hộ thì chúng ta vẫn không có cái sự chuẩn bị đâu con người của chúng ta bản chất là lười biếng, bản chất là khinh thường nhân quả. Cho nên khi nào mà khổ đau có mặt thì lúc bấy giờ chúng ta mới tát nước thì lúc bấy giờ nó vỡ đê rồi các việc. Các vị nên nhớ như vậy. Đó là hình ảnh của thiên sứ thứ hai. Tiếp tục thì hình ảnh của thiên sứ thứ ba thì Đức Phật mới nói như thế này. Người có thấy ở trong cuộc đời những người thế gian chết đi rồi tử thi chôn xuống, bị hư hoại tổn não cho đến là da thịt bị quại ra rồi trồn cáo trong thứ chim muôn lại xé xác thân đó tìm miếng ăn hư nát à, quại rửa như vậy thật là gớm ghê thế như vậy thì chúng ta thấy rằng á, ở trên thế gian này khi chúng ta thấy người khác mất á, hình ảnh của một người chết đi tử thi băng hoại nhưng lại không quán chiếu tu tập rất nhiều cái quán chiếu tu tập ở cái vấn đề quán tử thi quán một người chết đi mà đó cũng là một trong những đề mục thiền định của Phật giáo đó các vị Rất hay Nhưng người không có tu ta dẫn dưng Vì sao vậy? Vì người dân chết chóc mặt lòng Bà con tạ thế thì mới lệ dòng khóc than Như vậy thì khi nào đến người thân kẻ thích của chúng ta chết đi Thì mới giỏ lệ rưng rưng vài hàng nước mắt Vậy là xong rồi Chứ còn một người không thân quyến Thì ai chết mặt xác chứ còn chuyện tôi đang làm tôi đâu có quan tâm Nhưng đối với người tu học Phật thì xin thưa toàn thể các vị hình ảnh của một người chết đi đã báo hiệu cho chúng ta rồi mai đây chúng ta cũng như vậy thân xác phải băng hoại rồi các bụi trở về với các bụi thì còn chi ở cuộc đời này còn chi sự luyến lưu còn chi sự tranh giành còn si mà cái sự gọi là hơn thua chấp ngã vì lẽ đó cho nên hình ảnh thiên sứ thứ ba là hình ảnh đức phật đã giảng dạy trong kinh để báo hiệu cho chúng ta rằng trong cuộc đời này chúng ta phải nên gọi là chánh niệm tỉnh giác phòng hộ các căn như lý tác ý mà thấy được rõ biết những sự khổ đau trong cuộc đời. Các vị thấy rất rõ. Đức Phật rất hay cho nên không phải đợi chừng nào đến đau khổ rồi mới trách mẹ, trách cha, trách Phật, trách trời, trách đất tại sao không báo hiệu cho mình. Đức Phật đã giảng dạy cách đây 25 thế kỷ, nói rất rõ là ngài trong cuộc sống này phải nhìn những hình ảnh đó mà biết tu chứ không phải đợi đến chừng nào rồi có cái dự báo điềm báo này, điềm báo kia khi mà cái quả nó đã trổ thành rồi thì chúng ta phải hứng lấy cái nghiệp đó chứ làm sao mà chúng ta có thể tránh được phải không các vị các vị phòng hờ các vị tránh được khi nó còn là hạt giống nó vừa mới nảy mầm khi nó đã ra cây cứng cáp nó trổ thành quả thì quả đó chỉ có nước các vị phải phải hứng mà ăn thôi đó là nghiệp nghiệp nó tới rồi là chúng ta phải trả các vị thấy hối hận cũng đã muộn màng vì vậy cho nên giữa người biết tu và người không biết tu đó thì Kinh Phật mới thường giảng dạy chúng ta là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả nằm ở ý này. Bồ Tát khi chuyện chưa xảy ra, chúng ta đã biết phòng ngừa và chúng ta biết yểm ly, tức là xa lìa chán bỏ đó. Còn khi nào mà cái chuyện nó mới xảy ra rồi, rồi chúng ta than trời trách đất tại sao không cứu tôi, Phật đâu trời đâu, tại sao bây giờ không cứu toàn nhân loại này. Cái đó nó đã trở thành nghiệp, đã trổ thành quả rồi. Thì than gào khóc lóc nó có ích lợi gì nữa Chúng ta phải chịu lấy cái quả mà chúng ta đã gieo nhân thôi các vị Vì chúng ta không biết tu tập Chúng ta không biết cái sự phòng hộ các căn môn của mình Thân miễn ý làm những điều tội lỗi khổ đau Cho chúng sanh muôn loài dạng vật Các vị nên nhớ điều đó Ngay từ khi những người á, nghe những cái lời khuyên này của chúng tôi Người ta vẫn nói rằng như thế nào Ở đời tôi có sống cái gì ác mà bây giờ tôi phải chịu cái quả khổ như thế này Xin thưa các vị một cái niệm của chúng ta phát ra hơn thua với cuộc đời đó cũng đã là niệm bất thiện rồi chứ đừng nói chi chúng ta phải cầm con dao để chúng ta sát hại chúng sanh đâu các vị vì vậy cho nên chúng ta hãy phòng hộ sự tu tập này ngay từ cái ý căn của chúng ta trong cái suy nghĩ cũng phải tỉnh thức nữa các vị các vị thấy cho nên chỉ mới qua ba cái hình ảnh đầu tiên thôi là các vị thấy nó rất minh bạch nó rất rõ ràng và chư phật và chư bồ tát đã nhắc nhở chúng ta tu tập Chúng ta đừng trách quý ngài là tại sao không cứu mình Mà hãy hỏi lại chính bản thân của chúng ta Đã tu tập được cái gì mà mong cầu Phật và Bồ Tát cứu giúp Và hình ảnh thiên sứ tiếp theo đó. Để mà quán chiếu trong cái cuộc đời này Là hình ảnh của một người đàn ông đàn bà Tóc bạc da nhăn Lưng gồm gối mỏi Bước đi yếu ớt Là hình ảnh của một người già Một người già nua Không còn khả năng chống chọi nữa rồi mai đây tôi với các vị cũng già nua như vậy Tôi với các vị cũng yếu ớt trên cuộc đời Cần phải có người nâng kẻ đỡ Thậm chí là nếu không ai dắt dìu chúng ta Thì cũng phải có một cái cây gậy để chống Thì chúng ta thấy như vậy đó Phải biết mà lo tu Đó là cái hình ảnh thiên sứ mà Đức Phật nhắc nhở mình trong kinh Các vị nên thấy Hình ảnh thiên sứ thứ năm Hình ảnh thiên sứ cuối cùng Đức Phật dạy chúng ta Này Người có thấy trên cuộc đời này Những người xấu ác ở thế gian bị bắt bớ Xét tội khảo tra Trừng trị tội nhân xẻo tai Dùng những thanh vót nhọn đánh đập rách thịt rách da Đổ dầu soi lên mình Bỏ vào trong giặt áo lớn để đốt Hoặc treo lên mà nướng ngày nướng đêm Các vị thấy Cho nên ở đây Đức Phật mới nói rằng Là địa ngục không ở đâu xa Chính tại nghiệp báo chiêu cảm mà thành Thì ở thế gian những người bị bắt nhốt tù đà như vậy Khổ đau trăm thứ Tại sao không thấy cái quả khổ đó mà phòng mà tránh mà chừa mà bỏ? Như vậy chúng ta cứ phạm những điều đó. Chúng ta nghĩ rằng khi mà phước báo nó còn, chúng ta chưa gặp những điều gọi là bất như ý trong cuộc đời. Thì cuộc đời này vẫn là những điều thuận lợi đối với tôi. Khi nghiệp báo trổ ra rồi thì ăn năn đã quá muộn. Cho nên Kinh Pháp Cú mới có câu, khi mà quả ác chưa thành, chưa gây nghiệp cảm tội tình tám thương thì người ngu cảm thấy tầm thường tưởng như được nếm mật đường ngọt thai đến khi quả ác đỏ đài người ngu chịu khổ đắng cay trăm phần thế thì khi quả ác đã trổ rồi đỏ xuống địa ngục phải chịu khổ đau hay là phải hướng chịu cái địa ngục ngay trước mắt hiện tiền ở trên cuộc đời này của chúng ta phải chịu vô vàng sự khổ cực bức não từ thân cho tới tâm lúc bấy giờ chúng ta than khóc đã quá muộn màng vì nó đã là quả trổ rồi, phải không các vị? Vì vậy, cho nên Đức Phật mới nói rằng qua năm hình tượng thiên sứ này, Diêm Vương tra hỏi và cật vấn người phạm nhân đến trước điện Diêm Vương. Nhưng mà anh ta mới trả lời, anh ta trả lời là quả thật, con có thấy những điều ấy? Thì Diêm Vương mới cật vấn mới hỏi rằng tại sao ngươi thấy những điều ấy? Mà mắt tay mũi lưỡi của ngươi lại không làm những điều việc thiện, không giữ gìn cho trong sạch không có tính thọ phụng hành kinh đạo mà tự mình lại buông lung thì anh thanh niên này mới trả lời quả thật con là người ngu si như vậy thì qua bài kinh năm thiên sứ này ta thấy rất rõ đức phật đã dùng hình ảnh của diêm vương tra khảo và cật vấn hỏi đáp với người phạm nhân năm thiên sứ này là năm hình ảnh hiển hiện trên cuộc đời thứ nhất là một đứa trẻ sơ sinh đau đớn khi vừa mới sanh ra thứ hai là người đàn ông đàn bà người nam người nữ sanh trưởng trong cuộc đời rồi thân thể phải chịu nhiều cái sự đau đớn khổ cực cho bệnh tật rồi thứ ba người này phải già đi rồi thứ tư người này phải chết đi thứ năm là trên cuộc đời có những người bị tra khảo tù đài vì vậy với năm hình ảnh thi sứ này nhãn tiền trên cuộc đời cho chúng ta quan sát nhưng sự quan sát hoàn toàn trống rỗng với những người phàm phu trong cuộc đời cơm áo gạo tiền vì muốn ăn mưu sinh trong cuộc sống mà chúng ta không có sự quán chiếu minh triết rõ ràng qua bản kinh năm thiên sứ báo hiệu này đã cho chúng ta một sự minh bạch một sự định hướng rất là rốt ráo chúng ta thấy chư phật đã dự báo trước những đại nạn của một đời người nhưng từ lâu chúng ta bỏ qua đến khi nào mà chúng ta đau đớn quả khổ nó hình thành Chúng ta than trời trách đất Chúng ta nói tại sao trời Phật không cứu giúp tôi E rằng đã quá muộn thưa các vị Vì vậy cho nên đối với những người học Phật như chúng tôi Những tăng nhân xuất gia tu học Thì chúng tôi ít có xem những cái sấm giảng Hay những điều dự báo tiên tri đoán trước đâu các vị Chúng tôi cũng không xem được nhiều Bởi vì thông tin bây giờ sách vở Rồi truyền thông báo chí nó cũng rất nhiều Nhưng chúng tôi chỉ nói chung quy đó là Đức Phật đã giảng dạy trong kinh rất rõ ràng. Đức Phật đã đi trước hết chúng ta cả bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp, đã trải qua luân hồi sanh tử, không có khổ đau gì Đức Phật chưa gặp. Và cái hay của Đức Phật là Đức Phật không chỉ nói suông mà sau khi giảng giải về cái khổ, Đức Phật đã chỉ rõ cho chúng ta về nguyên nhân của khổ, rồi cách thức diệt khổ, con đường diệt khổ, những quả chứng thoát khỏi khổ đau trong cái điều kiện uh, giáo lý rất minh bạch rõ ràng của tứ diệu đế khổ tập diệt đạo vì vậy cho nên chúng tôi thì không có nghe sấm giảng không có nghe những cái điều tiên tri bói toán gì cả nhưng mà chung quy chúng tôi biết rằng đức phật đã nói hết rồi đức phật nói là cuộc đời này cái nguyên nhân gì khổ đức phật giảng giải rất kỹ do chúng ta không tìm hiểu và tu tập cho nên một lời nhắn gửi sâu sắc đến toàn thể tất cả các vị. Thôi chúng ta không cần xem những điều tiên tri của bà Vanga hay của ai nữa để chúng ta quan mang, mà chúng ta hãy nỗ lực tu tập. Tại vì các vị nghe xong những điều tiên tri đó rồi các vị lo sợ cũng đâu có ích gì. Thôi thì bây giờ chúng ta hãy giác ngộ tự thân. Chúng ta biết rằng ai khéo tu thì nổi mà vụng tu thì chìm. Thì chúng ta phải nỗ lực thôi các vị. Cả bản thân tôi cũng như vậy, cả bản thân các vị cũng như vậy giờ giờ phút phút giây giây chúng ta phải gọi là nhất tâm chuyên chú trong cái vấn đề tu học Phật và các vị biết rằng những cuộc đời này đó những sự thể xảy ra đó chỉ là mượn tạm thôi nha còn cái chánh yếu của chúng ta là sanh tử chỉ có sanh tử mới là cái chuyện chánh yếu cái chuyện cần phải lo lắng còn mọi sự thể trong cuộc đời này chỉ là mượn tạm như một cơn gió thoảng qua rồi xác thân này cũng giả từ tất cả về với lòng đất lạnh chỉ có thần hồn thì bắt đầu mới đi trong luân hồi sanh tử mà cái thần thức này lại mang theo chủng tử thiện ác rồi phải trả quả rồi phải gặp duyên để câu hữu hình thành cho sanh ra cái quả khổ đau hay hạnh phúc cho nên với hình ảnh năm thiên sứ báo hiệu này một lần nữa tôi hy vọng khi chúng ta sống trên cuộc đời thấy năm hình ảnh này đó là những hình ảnh mà Đức Phật gọi là thiên sứ Tức là có cái sự dự đoán cho chúng ta Rằng ai muốn biết nhân xưa Xét xem quả báo bây giờ chịu đây Muốn biết nghiệp báo sau này Xét điều tội phước ta nay đang làm Hy vọng toàn thể tất cả các vị Hãy quán chiếu đúng đắn trên tinh thần nhân quả Để ngay trong mùa dịch bệnh này Mùa dịch bệnh mà toàn thể nhân loại của chúng ta đang phải đối mặt Các vị hãy tinh tấn Các vị hãy sáng suốt các vị hãy bình tĩnh để nhìn nhận về những sở tác, hành động của chúng ta từ trong quá khứ cho đến ngày hôm nay. Những điều gì sái quấy, tội lỗi với ông bà, cha mẹ, thân bằng, quyến thuộc, gần xa, chúng sanh, chúng ta có những điều gì sai lầm, chúng ta hãy dốc lòng tịnh tâm lo sám hối. Những ai phước mỏng chưa gặp những điều như ý trên cuộc đời, thường hay trái lòng và có những điều xảy ra đem đến khổ đau cho mình, hãy hãy cố gắng tu tập hơn nữa các vị hãy dành nhiều thời gian để công phu niệm phật các vị hãy dành nhiều thời gian để ban rải tâm từ đến mọi loài chúng sanh thì chắc chắn các vị sẽ chuyển hung quá kiết và tất cả những sự thể trên cuộc đời này sẽ trở thành thanh lương như cõi tịnh độ thôi các vị tịnh độ chính ở ngay tâm của chúng ta chứ không ở đâu xa muốn về tịnh độ tây phương thì trước tiên phải có tịnh độ hiện tiền các vị thấy vì lẽ đó cho đến qua bà chia sẻ ngày hôm nay với hình ảnh năm thiên sứ báo hiệu được nêu ra trong kinh tôi kính chia sẻ và gửi đến toàn thể các vị là những điều mà chư phật và chư đại bồ tát đã âm thầm nhắc nhở trên bước đường tu tập của chúng ta chỉ có là chúng ta đã hoài công uổng phí lấy công lao to lớn và vĩ đại của chư phật đã lưu trụ ở cuộc đời để giảng kinh thuyết pháp nhắc nhở cho chúng ta tu tập hy vọng Toàn thể các vị hãy bình tâm quán chiếu và đừng phụ lòng của chư Phật để nhắc nhở chúng ta. Hãy cố gắng nhìn năm hình ảnh này ở đời mà lo sợ cho cái luân hồi sanh tử của chúng ta. Cố gắng lo tu tập, giữ thân miệng ý của chúng ta thiện lành. Hãy bớt đi những điều tham lam chấp ngã. Nhớ, thấy hình ảnh của một đứa trẻ sanh ra đau đớn. Thấy hình ảnh của người nam người nữ trong cuộc đời mới vui sướng đó, mới đẹp đẽ mỹ miều đó, nay bệnh tật thấy hình ảnh của một người già người bệnh lưng hòm gối mỏi thấy hình ảnh của một người chết đi thấy hình ảnh của một người bị tra tấn tù đài năm hình ảnh này hiển hiện trên cuộc đời liền lập tức quán chiếu ngay tự thân của chúng ta buông xả tất cả nghĩ đến vô thường nghĩ đến biến đổi không còn gì phải luyến tiếc cố gắng lo tu tập chỉ có cái thân tâm xả buông nhất như như vậy thì các vị mới có sự an ổn thật sự còn những điều lo lắng buồn phiền ở trong tâm thì chúng ta không bao giờ giải thoát được. Kính gửi đến các vị những lời chia sẻ từ tận đáy lòng của chúng tôi để hy vọng rằng các vị sẽ vượt qua được những khổ đau kiếp nạn của cuộc đời này bằng chính cái sự nhìn nhận quán chiếu ngay con người của các vị. Để chính các vị là cái người bác sĩ để chữa cho cái bệnh tâm của mình. Chúc cho các vị thành công và hẹn các vị ở Tây phương Cực lạc thế giới, chúng ta sẽ hội tụ ở nơi đó ở nơi liên trì hải hội của ba đời chư Phật và chư Bồ Tát đồng tán tháng với công hạnh tu tập của chúng ta để vững bước trên con đường giác ngộ giải thoát. Hy vọng là các vị liễu tri và hoan hỷ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật